Hello, xin chào các bạn, chào bạn đến với channel của mình là TK. Anh em thấy chưa? 200.000 đô chuẩn bị sale này. Sale này. Được tiền bây giờ này, anh em để số tiền này này. Chắc chắn sẽ được tiền luôn này. What? Nhầm, lỗi kỹ thuật. Tôi quên mất. Anh em chỉ có thể bán được 190.000 thôi. Không được 200 đâu. Quên, sorry. Lại nữa. Không cần phải nhập lại đâu. Nếu mà anh em nhầm như thế này thì anh em chỉ cần enter lần nữa, chỉnh lại 190.000 đô. Xong. 190.000 đô. Ok, bán. Lần này mà không được tôi chặt cu luôn này. Anh em thấy chưa? Cộng 190.000, anh em thấy sao? Đơn giản đúng không? Đó. Em thoải mái làm nhiệm vụ, cứ sau 48 phút chúng ta lại vào bán xe thôi. Đơn giản đúng không? Easy. Em thấy mông nhưng mà tôi ngon không? Quá ngon đúng không? Chúc anh em thành công. Bye bye, hẹn gặp lại.